Em chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ so sánh giữa hai cây trắng cánh bầu Thái Nguyên và cái cây kiếm Minh Tuyết. Nó là hai cây rất là đẹp, nó thuộc nằm trong top những cây kiếm lô hộ đột biến hoa trắng. Rất là đẹp và đắt tiền các bác. Thì nó là những cây đẹp và giá trị. So với những cái cây khác thì nó rẻ, nó đắt hơn nhiều vì nó có nhiều yếu tố. Ví dụ như đây là cây Tuyết Vân này các bác. Hoa nó rất là thưa, nó dài khoảng tầm 80-90 cm, nhưng hoa nó thưa, nó thường tỷ lệ thuận với cái lá của nó các bác. Lá của nó cũng dài khoảng 80-90, hoa nó dài 80-90. Cái tuyết vân này thì nó chỉ rơi khoảng tầm 200-300 nghìn thân thôi các bạn. Cái tuyết vân 200-300 nghìn thân. Còn hai cây hôm nay em nói đến chủ đề chính, đó chính là cây kiếm trắng cánh bầu Thái Nguyên, cái cây kiếm Minh Tuyết. Cái cây kiếm trắng cánh bầu Thái Nguyên này là một cây thân thủ khá to. Đây là cái hoa cây trắng cánh bầu Thái Nguyên trên một thân già các bác. Thân già thì cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này thì nó nở thân già, và cây Minh Tuyết này nó nở thân cũng là thân. Hai cây này đều dạng thân bánh tẩy, có nghĩa là thân nó không già hẳn đấy, nhưng mà nó cũng không phải là thân tơ. Thì như cái cây kiếm trắng cánh bầu Thái Nguyên thì cây này thì nó lá dài khoảng tầm độ 80 cm và to khoảng 3 cm. Những cái cây em nuôi đạt của nó được khoảng 4 cm rưỡi. Cây trắng cánh bầu Thái Nguyên là đạt khoảng 4 cm rưỡi và dài khoảng 1 m. Còn cây Minh Tuyết này thì lá nó dài khoảng tầm độ tối đa là cũng khoảng tầm 1 m trở lại, 8-9-10 1 m. Lá to nhất của nó là 5 cm rưỡi. Cây Minh Tuyết thì cây Minh Tuyết này thì thân lá nó to hơn là cái cây to hơn là cây trắng cánh bầu Thái Nguyên. Và giá của nó thì cái cây Minh Tuyết này thì cây kiếm Minh Tuyết này ạ thì nó đắt gấp đôi, có cây được gấp 3. Đấy, có gấp đôi, có nghĩa là gấp hơn 2-3 lần. Như cây trắng cánh bầu Thái Nguyên nó khoảng tầm độ trên dưới 1 triệu, thân vài trăm nghìn thì cũng có, bởi nó thân già nhỏ thì nó sẽ rẻ các bác. Còn Minh Tuyết này nó khoảng 2-3 triệu một thân, thân 1 triệu cũng có, 1,5 triệu cũng có, nhưng mà nó sẽ già bé nhỏ. Đấy, có nghĩa là thân đạt của nó thì nó sẽ rất là đắt. Nó to 5,5 cm thì nó to lắm các bác. Và là Minh Tuyết mà lá 5,5 cm nó to không các cái lô hội tiên vũ cả. Lô hội mà nó nở rất là đẹp. Còn nói về hoa của nó một chút. Hoa của nó thì cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này các bác. Trắng cánh bầu Thái Nguyên này nó là dạng cánh bầu, dạng cây tuyết ngọc ạ. Dạng như cây tuyết ngọc, ok. Cánh của nó dạng cây tuyết ngọc. Cần hoa nó cũng dài tối đa khoảng 1 m. Những cái cần hoa nở đạt ạ là nó cũng dài khoảng 1 m. Là em cũng có quay trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Cái này thì nó bông cánh nó bầu hơn, cánh bầu tròn và hoa khá dày. Hoa khá dày các bác nhé. Hoa nó dày chứ nó không phải dạng thưa đâu. Dày, cánh bầu tròn, vàng lưỡi trắng rất là đẹp. Còn trắng ngà đấy, trắng ngà, lưỡi trắng. Còn cái cây Minh Tuyết này thì hoa nó rất là dày, nó dày hơn. Hoa nó cũng đạt tầm 1 m nhưng nó dày hơn, dày bông hơn. Riêng cây Minh Tuyết và cây Điện Biên á, thì nếu mà nhìn hoa không thì không thể nhận biết được là nó là cây Minh Tuyết hay cây Điện Biên các bạn, nếu nhìn hoa không. Bởi vì cây Minh Tuyết và cây Điện Biên nó khác nhau mỗi cái lá thôi, còn hoa là giống hệt nhau. Hoa là giống hệt nhau các bác nhé. Cây Điện Biên thì lá nó to nhất em như cây của em nó chỉ 4,5 cm, lá to nhất là 4,5 cm. Còn cây Minh Tuyết lá to nhất 5,5 cm. Thì cây Điện Biên và cây Minh Tuyết thì lúc nào mà em có nó cây nó nở cùng nhau thì em sẽ so sánh sau. Còn đây là em hôm nay thì chỉ có cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên, còn cây với cây này là cây Minh Tuyết. Cây Minh Tuyết này thì hoa nó rất là dày. Hoa nó rất là dày bông các bác. Cần hoa dài tối đa là khoảng tầm 1 m. Trước em cũng có nở một cái cây nó dài khoảng 1 m. Nhưng mà cái đợt đấy thì nó lại vào cái đợt đầu năm, thế nên là nó rất là nhiều những con bọ, nó hay bị thui mà cần hoa nó không được đẹp, đâm em không chụp được. Còn nó nở vào mùa thu này á, thì những cái con bọ đấy nó ít hơn, nó ít hơn các bác, nó đỡ bị thui hơn. Đấy, thế nên là hoa nó rất là dày và đẹp, kiếm Minh Tuyết. Và cái điểm yếu hơn của cái cây Minh Tuyết này á, là cánh nó hơi nhỏ, cánh nó bé quá các bác. Cánh rất là bé nhưng được cái là nó rất là dày. Nó hơn cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên là nó rất là dày bông. Bông dày chít chít luôn các bác. Nhưng mà bông hoa nhỏ và cánh hoa bé hơn so với cây kiếm trắng cánh bầu Thái Nguyên. Còn cây trắng cánh bầu Thái Nguyên thì cần hoa nó nhỏ hơn. Cần hoa nhỏ hơn và cánh bầu tròn hơn. Cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này thì nó cũng có một cái cánh nó là cánh bầu hơn, cánh bầu tròn hơn. Thì trông nó cũng khá hơn. Thì hai cây này nó cũng là xem nhau và cùng là đều nằm trong những cái top những cái cây mà rất là giá trị các bạn và rất là đẹp. Nếu mà mình nuôi cái cây kiếm trắng cái bầu Thái Nguyên mà lá nó đạt khoảng tầm 4,5 cm là rất là to rồi,
4 sen rưỡi là rất to các bác. Như nhà em nuôi 4 sen rưỡi, còn nhà các bác khác thì có thể là nuôi to hơn hoặc như nào thì em không biết. Nhà em là nuôi dưới mái lưới thế, được 4 sen rưỡi. Còn cây minh tuyết này thì có cây to 5 sen rưỡi các bác. Thì thân thủ nó, cây minh tuyết thì nó được cái là thân thủ to hơn, hoa dày hơn, thế nên là nó đắt hơn là cái cây kiếm trắng cánh bầu Thái Nguyên. Trắng cánh bầu Thái Nguyên thì hoa nó thưa hơn, được cái là cánh bầu tròn hơn thôi, nhưng mà tỷ lệ bông thì nó không dày bằng. Ví dụ như là cùng dài 1 mét thì cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên được 50 bông thì cái cây minh tuyết nó phải 70 bông các bác. Nó dày bông hơn rất là nhiều, nên là nó dày bông hơn và hoa cũng rất là đẹp. Hai cây đều là hai cây rất là đáng sưu tầm. Nó đều nằm trong top những cái cây mà được lô hội to nhất, được rất nhiều người yêu thích. Thì các bác xem thêm, tham khảo thêm để sưu tầm các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào tất cả các bác.